Alo, À, dạ vâng. bạn có thể giới thiệu À, speaker tiếp theo được không? dạ vâng ạ. Thì tiếp Vâng. theo thì là diễn giả là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đức, hiện là đang là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Khoa học Công nghệ Seoul. Thì trước đó thì tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đức đã nhận bằng thạc bằng Bachelor tại trường Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh về ngành cơ điện tử vào năm 2014. Và năm 2016 đến 2019 thì tiến sĩ nhận anh đã nhận bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ tại trường Korean Maritime and Ocean University tại South Korea. Và hiện tại thì hướng nghiên cứu chính của anh là làm về các hệ thống điều khiển tự động và robotic và các bộ biến đổi converter và máy điện và hệ thống quản lý battery. Và hôm nay thì tiến sĩ sẽ trình bày về phần Development of Autonomous DSP and Visual Based Electric Vehicle. Xin mời anh ạ. À, alo Anh mọi Đức người có nghe nghe giọng mình không ạ? vào. À, có. À, Ok, rồi nghe rõ. mình xin phép share được cái share bài thuyết trình của mình. Vâng. Ok. Xin chào mọi người, mình là researcher đến từ Trung tâm Nghiên cứu Điện và Công nghệ thông tin ở Đại học Seoul Tech. Thì bài trình hôm nay của mình sẽ bao gồm là 7 phần. Thứ nhất là giới thiệu về cái con xe điện mà mình đang làm. Thứ hai là con VCU, Vehicle Control Unit. Thứ ba là phần điều khiển động cơ dựa trên chip DSP. Và thứ tư là hybrid battery, thứ năm là remote control. Trước khi đến autonomous là mình phải test cái remote control trước, và thứ sáu là mô phỏng về obstacle avoidance sử dụng cái DGBS và LiDAR, và thứ bảy là cái những nghiên cứu sắp tới của mình. Thì đây là cái con xe mà mình đang làm, và mình chỉ nhìn chính trong cái phần lái tự hành. Thì nó bao gồm, thứ nhất là BCU là hệ thống gồm các IGBT để điều khiển động cơ induction motor. Thì cái BCU này thì là được phát triển từ từ những gate driver nhỏ nhất, cho nên là tất cả công nghệ ở đây là đều là thuộc lab mình hết. Thứ hai là VCU. Thì để một cái control unit mà có thể thỏa mãn tất cả các yêu cầu của ISO 26262 á, thì chip của nó phải được được công nhận, và là công nhận, cho nên là con VCU mà sử dụng chip NSD cũng được dùng trong xe điện. Cho nên nếu bạn nào mà có muốn phát triển xe điện thì lưu ý sử dụng những con VCU mà build từ con chip NSB có thỏa mãn cái chuẩn cho xe điện. Thứ ba là hệ thống hybrid energy storage system. Thì đây là hybrid battery, thì nó gồm có pin lithium phosphate và siêu tụ super cap. Thì hệ thống self-driving system sẽ được lái bằng cái ball junction của bên Nvidia, sử dụng camera LiDAR và DGBS. Thì đi sâu bên trong phần điện của xe này thì được điều khiển bởi con trung tâm vẫn là con VCU. Con VCU này sẽ cho phép tắt hay mở một bộ phận ở trong xe. Thì con CPU này nó là mình sử dụng con EV2206B03, chip từ bên Mỹ. Thì cái hãng này nó đã đạt tiêu chuẩn dành cho xe điện, cho nên mình có thể yên tâm sử dụng.
cái thao tác mà để khởi động xe điện đó, bao gồm có mở khóa, bật khóa lên thì nó sẽ khởi động cái DC board với lại chờ cho cái 2 voltage của battery. Thì khi nào mà có tín hiệu 2 voltage của battery sẵn sàng thì nó sẽ chuyển qua bước tiếp theo là kiểm tra xem là cái dung lượng battery còn không. Nếu mà theo mình đang setup bây giờ là nếu mà lớn hơn 30% á thì mình sẽ cho tiếp tục lái, còn nếu không á thì mình sẽ cắt các cái hệ thống. Và nếu mà nó vượt qua cái step thứ hai á thì mình sẽ activate cái motor control bằng cách là như mọi người thấy đó là sẽ đóng 2 voltage và bật nguồn cho gate driver để điều khiển động cơ. Thì cho cái phần self-driving system thì lát mình có đặt hàng công ty để thiết kế cái phần lái tự lái cho động cơ. Thì tự lái thì gồm có là steering motor, thì là cái motor màu DC màu bạc đây, thì nó sẽ được lái bằng bằng một cầu H, và cầu H đó là cũng được phát triển bởi bên mình, và nó sẽ đọc cái góc góc quay của bánh lái về và sẽ điều khiển cái góc quay tối đa là từ âm âm 50 độ đến 50 độ. Hiện giờ là âm 50 độ đến 50 độ. Và cái phần thứ hai không thể thiếu đó là hệ thống phanh tự động. Hệ thống này thì cũng được phát triển bởi bên mình và nó lái bằng con DC motor. Thì cái hệ thống này nó rất là quan trọng, bởi vì khi mà mình lái có xe có gì thì nó sẽ tự tự phanh và speed control sẽ là gì không. Thì bất kể các hệ thống lái tự động nào thì cũng sẽ có hệ thống này để đảm bảo an toàn cho xe điện khi mà có gặp sự cố trên đường. Thì thay như hồi nãy anh Sơn có đề cập về vấn đề steering by wire, thì bên em đó là giải pháp đó là dùng 2 cái DC và có cái ngắt cái hệ thống ngắt cầu H, bật hay là ngắt cầu H cho hai cái motor này để chuyển qua chế độ manual mode là cho người 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 lái. Nhưng mà hiện tại bên mình cũng đang gặp vấn đề đó là không có biết khi nào mà người muốn cướp cướp lái, cho nên đó cũng là một hướng nghiên cứu sắp tới của mình. Đi sau thứ ba là phần về phần điều khiển, thì bên mình là đã phát triển cái bộ BCU này và đã test ở trên đường, và cái bộ này thì được build bởi build dựa trên cái lý thuyết là Model Predictive Torque Control. Thì cái thuật điều khiển động cơ này thì nó rất là nhanh và đáp ứng rất tốt cho người muốn khi cho xe điện, bởi vì khi đáp ứng nhanh á, thì người người điều khiển có thể điều khiển tốc độ một cách rất là trơn tru, không giống như BI là cần có độ trễ ở phần integral của integral term. Như vậy là mình sẽ áp dụng cái này vào cái bộ BCU của lớp mình. Thì trong mô phỏng thì các bạn thấy là để kiểm nghiệm cái torque control của mình có tốt hay không thì mình phải giữ tốc độ của động cơ ở một mức nào đó và điều khiển cái torque đó. Thì trong cái mô phỏng này á, thì mình cho động cơ chạy ở 200 RPM rồi bật torque control lên ở 1.5 giây. Thì các bạn thấy đó là đáp ứng màu xanh là được actual là bám rất tốt cái phần reference là coi như là không có độ trễ và có phần control bandwidth rất là cao. Thì đây là cái thực tế khi mà test động cơ, thì cho động cơ chạy ở 600 RPM rồi bật reference torque là ở 2 giây bằng 10 Newton mét mét thì các bạn thấy có thể đạt được đáp ứng của current, nên là DQ current để tạo ra torque thì nó rất là nhanh. Thì chính vì vậy mình sẽ áp dụng này cho lần test thực tế ở các dốc của xe điện. Thì lần test thực tế ở dốc này thì mình đặt reference là 75, thì đó là maximum mà nó
cũng không phải là 90% công suất mà nó có thể output ra được. Thì đây là video mà mình test ở dốc cao nhất của tụi mình, là mình sẽ đạp pedal hết mức có thể, có nghĩa là rev mình nó bằng 75 Nm, và coi cái đáp ứng của động cơ có đủ để đưa khối lượng xe và mình lên dốc không. Thì đây là lần test thành công của mình. Các bạn, cái video hơi bị giật. Đó thì các bạn thấy là cái xe này có thể lên một dốc là 30 độ. Mình chưa test những dốc cao hơn, nhưng mà đó là đã đạt tiêu chuẩn của bên dự án mình. Thì cái phần tiếp theo để kinh nghiệm đó là kinh nghiệm cái overcurrent protection, mà khi mà xe điện gặp sự cố là quá dòng thì cái hệ thống VCU và DC phải ngắt hết toàn bộ hệ thống điện. Thì để test phần đó thì mình vào cái xưởng dynamometer để test, thì cho xe chạy full torque và nó khởi động từ 0 đến 60 km/h. Thì khi mà dòng battery nó lên gần 220 A thì hệ thống sẽ tự ngắt, thì hệ thống bảo vệ đã hoạt động tốt. Phần thứ tư là cái một phần cũng khá quan trọng, đó là hybrid battery. Thì cái hệ thống này phải đảm bảo hai nhiệm vụ, đó là bảo vệ battery bởi những cái dòng thấp high frequency, và giữ cho cái D-Link nó ổn định để điều khiển động cơ được tốt. Thì trong hệ thống này thì mình dùng super capacitor và battery. Thì mình có một cái mô phỏng nhỏ là khi cho một cái stick profile nào đó, thì mình sẽ kiểm tra được là cái high frequency có ảnh hưởng đến cái dòng battery ra hay ra vào của battery hay không. Thì dùng super cap với lại battery thì các bạn có thể thấy là cái load current là đều màu xanh, là nó không ảnh hưởng đến cái dòng ra vô vào của battery khi mình sử dụng super cap. Và cái dùng dùng cái super cap cái dùng cái voltage control thì mình có thể ổn định được cái DC link của super cap ở 106 V như các bạn thấy trong mô phỏng, mặc dù là xe đã chạy full tải, full speed là từ không phải full speed, nhưng mà nó đã chạy full dòng là từ 0 đến 30 km/h và về 10 km/h và lên 30 km/h. Thì các bạn thấy, và dòng về của động cơ khi mà có cái regenerating mode xảy ra là khi mà giảm từ 30 đến 10 km/h ấy, thì dòng về của battery cũng là khá mượt so với là dòng tải là 2 PC. Thì khi sử dụng super capacitor thì đã đáp ứng được nhu cầu của hệ thống hybrid battery. Và đây là cái phần thứ năm là phần điều khiển từ xa. Trước khi bước qua cái autonomous driving đó, thì mình phải kiểm tra là cái liệu cái command của mình vào xe thì xe có đáp ứng đủ hay không, đáp ứng kịp thời hay không. Thì mình phải phát triển cái speed control cho động cơ là cho có nghĩa là khi mà chuyển qua cái autonomous driving mode thì cái xe nó sẽ được điều khiển bởi tốc độ chứ không phải là torque nữa, không phải là người lái nữa. Cho nên là mình phải phát triển cái speed control trước. Thì đây là cái thực nghiệm speed control của mình. Từ 0 đến reference là 600 RPM, và các bạn thấy là đáp ứng là nhanh, là chỉ có 0.3 giây thì nó đã đạt 600 RPM rồi, và nó đã dùng 50% torque. Mình đã set cái full torque là 30 âm 30 Newton mét như như hình. Thì đáp ứng của speed control này khá là nhanh.
toán mà dùng là mình dùng là BI Adaptive Window Control, và thuật toán này đã đáp ứng được cái yêu cầu của mình đặt ra. Và sau khi xong cái speed control thì mình phải test nó trên cái hệ thống Ken giữa Raspberry và hệ thống xe, có nghĩa là xe này bây giờ là chỉ có command cái dòng lệnh Ken vào là nó sẽ nó hoạt động theo ý muốn của mình, dùng cái joystick này. Thì đây là cái video test của mình. Thì các bạn thấy là xe đang điều khiển tốc độ với 5 km/h và tiến và lùi 5 km/h, thì các bạn thấy dừng cũng rất là đại cầu. Và trong video này cũng có phần thực hiện cái động tác lái xe, lái trái và lái phải. Cái đáp ứng bây giờ rất chậm bởi vì mình sẽ đang ở cái mức là phát triển, cho nên mình test từ video game thấp đến cao, cho nên là bây giờ đáp ứng rất là chậm. Nhưng mà khi mà test full cái video game lên đó, thì nó sẽ đáp ứng nhanh hơn. Và hệ thống VCU cũng cũng phải điều khiển các tín hiệu lái tự động. Bây giờ khi mình rẽ trái thì đèn trái nó phải bật, và khi mình rẽ phải thì đèn phải phải bật như đèn nhân vật. Còn khi mình dừng hoặc lùi thì đèn đỏ phải bật để báo hiệu cho những xe khác. Và phần thứ sáu của mình đó là mình chỉ ở dừng mức mô phỏng của DGBS và LiDAR. Thì DGBS sẽ cho phép mình biết được là vị trí của xe và cái góc heading của xe. Còn LiDAR thì sẽ cho biết được cái môi trường xung quanh của mình và cảnh như thế nào. Thì đây là cái thuật toán Optimal Avoidance Algorithm của mình. Cái điều quan trọng nhất của cái Optimal Avoidance đó là mình phải vượt qua cái né được vật cản với một cái khoảng cách an toàn, và một cái trajectory nó phải mượt để khi mà cái heading lúc đầu và lúc sau nó phải giống nhau. Thì đây là cái mô phỏng MATLAB của mình. Mình giả sử là dùng LiDAR, một LiDAR thôi, có cái độ rẽ độ có cái range là từ 50 đến 50 đến 50 độ ở heading, và khoảng cách của sensor là 10 mét, và mình phải né được cái vật cản. Nếu mà vật cản ở trong vòng bán kính ở trong cái safety distance là cách cái xe là khoảng 5 mét, thì đây là mô phỏng của mình. Thì mô phỏng này là dựa trên cái thuật toán dựa trên geometry thôi, và cũng sử dụng một số smooth trajectory như là spline. Thì cái đây là mô phỏng này là TV nó chỉ biết cái vị trí của mình và những cái tín hiệu mà LiDAR trả về, là thì nó cũng có thể né được vật cản và giữ khoảng cách an toàn là 5 mét. Và các bạn có thể nhìn qua hình bên phải thì cái góc heading ở cuối cùng và ban đầu là giống nhau. Thì sau cái mô phỏng này mình sẽ bọn mình đã mua DGBS và LiDAR rồi, nhưng mà DGBS thì đang bị trục trặc là test nó phải cái fixed nó phải dưới 1 cm, nhưng mà mình kết quả của mình đang cái độ chính xác đang là 2 cm, cho nên đang đang gọi nhà cung cấp và coi là có vấn đề gì xảy ra với lại cái DGBS của mình, cho nên là chưa có cái thực nghiệm nào về DGBS cho mọi người coi. Thì các hướng nghiên cứu sắp tới của mình sẽ là robust predictive thought control, quan tâm đến những cái sai số của trở trên bên trong động cơ. Và thứ hai là cái phần mảng về hybrid battery thì sẽ là optimal operation of hybrid battery, nghĩa là những thuật toán mà có thể sử dụng hybrid battery một cách tối ưu nhất. Và thứ ba là object detection using LiDAR và vehicle control using DGBS and LiDAR. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài thuyết trình của mình. À, dạ vâng.
Cảm ơn bài trình bày rất là hay từ phía anh tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đức. Vậy mọi người có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho anh Đức để mình có thể chuyển, tôi có thể chuyển. Dạ, nếu mọi người có câu hỏi gì về bài thì mình không ạ? Vâng, xin mời anh Bình Minh ạ. Alo, Đức có nghe được mình nói không? Dạ, em nghe ạ. Ồ vâng, cảm ơn Đức rất là nhiều. Chắc mình đầu tiên thì mình có comment nhỏ, đó là chắc là Đức nên giới thiệu nhiều hơn nữa về trường, rồi về lab, về giáo sư để anh em biết À, đến dạ. làm cùng cho vui, vì cơ sở vật chất cũng như là điều kiện rất là mình thấy rất là tốt để À, nghiên dạ. cứu về ô tô. Mình có hai ý nhỏ nữa, đó là hỏi về mặt kỹ thuật. Thì lúc đấy thì mình thấy cái video của Đức làm rất là thành công, tức là cho xe lên dốc 30 độ đúng không? Dạ. Nhưng mà trong trường hợp này mình đoán đó là cái battery của mình, đang là full charge, tức là đang sạc đầy, SOC bằng 100%. Thế Dạ. thì khi mà xe chạy ở trên đường ấy thì Đức có giải pháp nào để ước lượng SOC? Bây giờ khi mà SOC thì càng ngày càng giảm, thì cái năng lực sinh moment của mình cũng bị giảm theo. Đấy, Dạ. thì mình có cái giải pháp nào để ví dụ SOC bây giờ còn có 60% thì mình có lên dốc được hay không? Đấy, thì là Đức có giải pháp gì? À, cái SOC nó chỉ thể hiện cái năng lượng bên trong cái battery còn bao nhiêu thôi, còn cái năng lực output của nó ra thì sẽ được tính bởi cái discharging current bởi C. Thì cái C-rate của battery á, thì hiện tại là nó có thể output được là 200 Ampere, mặc dù bất kể là SOC nó ở cái mức nào thì nó cũng có thể output được 200 Ampere. Cho nên là khi mà SOC 30%, 60% thì nó cũng thể điều lên dốc được ạ. Theo nghĩ em chưa test, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ đáp ứng được, bởi vì để động cơ hoạt động á, thì nó cần là được cái dòng cấp và áp. Thì áp của battery là dao động rất là nhỏ, và dòng thì output ra thì nó sẽ giới hạn là 5C, là C là một C là 40 ampere. Thì ở tại cái SOC thấp và cao thì nó đều output ra được 5C hết. À vâng, cảm ơn Đức. À, thực ra cái này cũng là từ kinh nghiệm của mình, tức là bởi vì Đức cũng biết là giữa điện áp của nguồn và SOC thì có một cái mối liên hệ nào đó, nó rất là dạng phi tuyến thôi. Ban đầu thì gần như là điện áp không thay đổi khi mà SOC giảm, nhưng mà tại một điểm nào đó SOC giảm quá một ngưỡng nào đó thì cái đường cong Đúng rồi, nó đi xuống đột ngột. Thì cái này dạ là đúng kinh rồi, nghiệm cho nên mình không làm với lại EV mà làm với lại cái drone. Drone thì à đường dốc là độ dốc có vẻ là sẽ cao hơn EV thì dạ sẽ đúng xuất rồi hiện cái hiện tượng là không đủ lực nâng, thì dạ đúng mình rồi tự nhiên mình liên hệ với lại EV của Đức. à dạ cho nên là đó đó là nguyên nhân vì sao mà em set cái 30% là có thể hoạt động được và không hoạt động được đó anh. Thì cái ba mươi Ok. phần trăm nó nằm ở đường khoảng đầu dốc. Đập dốc. Một ý thứ hai cho mình hỏi đó là trong cái bài toán mà tránh vật cản ấy, thì hình như hiện nay là Đức mới làm ở tầng điều khiển cấp trên, nhưng mà mình có cái dự định để làm phần nào ở tầng cấp dưới nữa không? Tức là ví dụ là ok mình tránh vật cản rồi, nhưng mà nếu mà điều kiện mặt đường thay đổi, tức là đường thì có hệ số ma sát thấp chẳng hạn đấy, thì mình sẽ phải bổ Cái này sung thêm những cái như là chống trượt hay là lateral stability control, thì cái phần đấy là bên mình có định làm không? dạ bên em chắc không định làm à, tại vì bên này bên em mô phỏng của em là kinematic, cho nên là Kinematic. không có cần thiết là cái gọi là cái dynamics của cái lốp xe. À. Thì dynamics lốp xe là một câu chuyện khác, là anh biết rất là khó. Khi mà mô hình hóa cái friction force hoặc là thì bên biết của dynamics thì em
em không có đành lắm, cho nên em chỉ can thiệp vào cái mảng trên, đó là cái nam là tốc độ thôi ạ. À, tức là để mình xuất ra được tín hiệu cho Dạ cái đúng rồi, bộ lái thôi đúng không? dạ đúng rồi, Vâng, có mình thể hiểu rút rồi. ra được cái waypoint cho vehicle nó theo để tránh vật cản rồi. Ok, chắc có câu nữa hỏi về cuộc sống Dạ. bên đấy, Đức giới thiệu được À không? Tức dạ, là về quên. giáo sư Dạ. lương rồi mọi thứ Dạ thì tình hình thế nào để anh em biết. thì giáo sư này em có thể gửi cái link của lab cho mọi người xem. Thì sau còn giới thiệu sơ qua về lab là lab về điều khiển ạ. Điều khiển đối tượng điều khiển đó là DC converter, motor, lái dòng từ lưới vào pin và pin vào lưới, pin ra lưới, và về cái mảng autonomous vehicle này, đó là những mảng chính mà lab đang thực hiện. Thì giáo sư bên này thì nói chung là lương hướng cũng khá là ok. Nếu mà lương tiến sĩ á, thì khoảng 1,3 triệu đến 1,5 triệu tùy theo năng lực, là 1,3 triệu nữa là tiền hàng, là khoảng 1,200 1,300 đô gì đó. Thì điều kiện như vậy thì em thấy là khá là phù hợp để làm nghiên cứu sinh ở lớp này. Nhưng mà hiện tại thì giáo sư chỉ cần tuyển postdoc, cho nên là không có vị trí nghiên cứu sinh tiến sĩ, cho nên chỉ có sao tiến sĩ thôi. Nên là các anh em nào mà có nhu cầu làm sao tiến sĩ về điều khiển thì có thể liên hệ với lớp bên mình. À, vâng, cảm ơn rất nhiều. Dạ. Mình xin kết thúc để những lời cho Thắng và các bạn. Vâng, mọi người có thể tiếp tục đặt câu hỏi được không ạ? Vâng, xin phép diễn giả và các chair thì mình xin phép đặt một câu hỏi được không ạ? Dạ À vâng, dạ. anh đến. Vâng, mình Đỉnh từ Đông Hà Nội. Xin phép hỏi bạn Đức một câu như thế này, tức là đây để ngay sẽ ngay cái slide này luôn. Thì À dạ. cái slide này bạn Đức có show về cái toán tránh vật cản. Thế tuy nhiên là cái điều kiện là cái tầm phủ của sensor là 10 mét và cái khoảng cách an toàn là 5 mét. Thế thì mình muốn hỏi là, thế thì trong trường hợp mà cái khoảng cách nó không đủ 5 mét thì làm nào, khoảng cách an toàn không đủ 5 mét thì nó đứng im, hay là nó leo lên vỉa hè, hay là nó xử lý như thế nào? À cái này thì nó mình vẫn chưa có áp dụng cái sâu vào cái mô đồ kinetic của xe, mình chỉ dừng ở mức là điểm thôi. Cho nên đối với điểm thì mình có thể dừng được, nhưng mà đối với xe thì chắc là mình phải lùi lại, hoặc là điểm thì mình có thể dừng và bẻ được rất nhanh, nhưng mà đối với xe là nó phải theo tuân theo vận tốc và hướng. Thì vận tốc và hướng thì nếu mà nó phạm vào cái dưới 5 mét an toàn á, thì chắc là sẽ phải dừng lại và tắt hết toàn bộ hệ thống điện. Lúc lúc đó thì phải chuyển qua chế độ người lái. Theo theo mình nghĩ là vậy, chứ còn mình cũng chưa thực tế làm, tại vì sensor mình cũng chỉ mới đang nghịch cho nên chưa có áp dụng được. Nên theo mình nghĩ Ok. là nếu Thế bạn Đức đã đọc các cái bài nào mà trong literature review đấy, không biết là có cái kỹ thuật nào người ta làm như thế chưa? Và ở đây thì mình thấy là cái điểm gọi là cái điểm gì, tức là cái để cái xe của bạn ấy đã đang di chuyển, nhưng mà không biết bạn đã xét cái tốc độ của xe chưa, bởi vì là cái 5 mét này thì nó ngắn lắm. Ví dụ xe đang chạy 60 km/h mà nó dừng 5 mét cũng liệu có đủ không? Theo mình hiểu thì trên trên cao tốc đi, trên cao tốc thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 20 mét cơ, trong khi là cái sensor chỉ 10 mét thì nó xử lý vậy liệu có kịp hay không? Cái này mình chỉ test thực tế thôi, còn những cái yêu cầu mà khoảng cách an toàn với lại khoảng cách của cái độ quét của sensor thì mình test chỉ test đại hay cảm tính. Nhưng mà anh Định nói rất là đúng, là mình phải quan tâm đến tốc độ của xe và ma sát của mặt đường. Đối với dự án bên này thì nó chỉ cần
đi với tốc độ 5 km/h và đi vòng quanh trường có thể tự hành, cho nên là em nghĩ 5 km/h thì với khoảng cách là 5 m thì nó vẫn ok chứ không có ở tốc độ quá cao. Ok, cảm ơn bạn Đức. Thế thì nhân đây thì anh Sơn, hình như lúc nãy anh Sơn có nói về cái tránh vật cản ấy, không rõ là anh Sơn đã làm cái phần này chưa, anh Sơn có bổ sung luôn chỗ này không ạ? Ok, anh đóng góp một tí. Thực ra là có vẻ như là Đức đang dùng cái thuật toán tránh vật cản của robot chứ không phải là thuật toán tránh vật cản của xe tự hành. Thì ở robot thì nó có một cái đấy là cái khoảng cách sensor nó quá ngắn ấy, tức là chỉ có 10 mét thôi, dạng LiDAR A2.0 ấy, thì cái safety này thường có thể điều chỉnh được. Với khoảng cách mà ví dụ như xe đã đến gần dưới 5 mét ấy, thì robot sẽ set là đứng lại và đợi cái vật cản phía trước di chuyển, chứ thường nó không lùi. Còn một cái nữa là bình thường ấy, thì là em có thể set được luôn cái chế độ, tức là nó sẽ turn ở vị trí 10 mét luôn, tức là bắt đầu từ 10 mét đã turn rồi, em nhìn thấy cái hình phía bên tay phải ấy. Yeah. Thì nó sẽ tơn mượt giống như là lúc mà đến cuối hành trình này này. Em nhìn thấy lúc đầu hành trình nó bắt đầu chạy cái line đỏ ấy, đúng không? Yeah. Và 10 mét là nó đã nhận ra cái vật cản rồi. Chứ không phải đợi đến 5 mét em mới tránh nữa. Mà là 10 mét nó đã tránh luôn rồi. Tức là nó mượt luôn từ 10 mét xong rồi nó đi vào. Có nghĩa là thuật toán này của em đang bị vấn đề là nó quá nguy hiểm khi đến đúng gần rồi. Vật cản. Tại vì em cho nên đang là... em đang cố gắng tạo ra một cái hoặc là em phải đổi đổi cái sensor này bằng một cái camera chẳng hạn, camera bình thường thôi thì khoảng cách detect của nó cũng xa hơn là 10 mét. Thì em có thể detect được các vật cản khác, ví dụ như là có thể nhận diện được luôn vật cản. Nếu anh không nhầm thì em đang dùng một cái sensor mà chỉ nhận biết đấy là vật cản hay không thôi, chứ không nhận ra được, đúng không? Dạ, nó chỉ nhận biết được thì, cái điểm tiếp xúc với vật cản thôi. Đúng rồi, thì tốt nhất là em nên chuyển sang một cái camera chẳng hạn, hoặc là một cái sensor tốt hơn để có thể biết được vật cản nó là gì, ví dụ như đấy là vật di chuyển hay vật không di chuyển. Thứ hai là em sẽ đặt cái khoảng cách của nó xa hơn một tí để tránh cái độ an toàn, tại vì là trong cái safety thì 5 mét, thì nếu mà em đặt là safety distance 5 mét thì thường là robot nó di chuyển với vận tốc 1 mét trên giây đấy, 3,6 km/h là ok. Còn nếu lớn hơn là không dùng được, nó còn tùy thuộc vào khối lượng của xe nữa. Thì em take care hơn một tí. Thì cái anh có cái công thức nào tính toán hay là có một cái chuẩn nào để set cái safety distance được không anh? Tùy thuộc vào khối lượng xe, tốc độ xe hiện tại. Cái này thì anh nghĩ là rất nhiều mà. Cái này rất nhiều bài báo viết về cái thuật toán object detection và avoid này. Thì họ cũng tính luôn cả là ví dụ khối lượng của xe là bao nhiêu hay là số khối lượng của robot là bao nhiêu. Thì khoảng cách nó gọi là bắt đầu phanh ấy, thời gian bắt đầu phanh. Anh không biết là trong này em đã apply phanh vào chưa ấy nhỉ? Anh không để ý lắm. Chưa anh, chỉ có apply cái guidance cho xe. Nó là tạo ra một cái bone mới cho xe. Xe rẻ thôi. Tức là chưa có phanh thì em phải take care đến cái lực quán tính, tức là cái khối lượng, em từ cái khối lượng em có thể tính được là cái khoảng cách quán tính của nó sẽ đi bao nhiêu. Ví dụ như ở dưới 5 mét chẳng hạn nó không turn ấy. Trong trường hợp mà em đang lập trình này này thì ngay lập tức nó sẽ đâm đấy. Tại vì khối lượng quán tính anh nghĩ là xe của em cũng khá là nặng, tại vì pin là khá là lớn đấy. Thì là nó sẽ đông đấy. Cho nên thường là em sẽ phải safety distance phải tăng lên là chắc chắn rồi. Và take care một chút ở cái phần là sử dụng sensor tốt hơn, tại vì hiện tại đang là 10 mét. Tốt nhất là em nên dùng sensor khoảng tầm 50 mét thì hợp 50 lý. Tại Layla bọn em cũng mua rồi, nhưng mà đang mua loại 20 mét. Nhưng mà nó vẫn cảm thấy nó không có detect rõ được vật cản lắm. Nên 50 mét thôi, 50 mét thì sẽ ok. Thường là 50 mét nếu mà em dùng
Nếu mà anh không nhầm thì em đang mô phỏng loại là loại gọi là một line đúng không? Dạ, một line. Một line thì em nên mua của hãng Xích ấy. Nhưng mà Xích lại chỉ dùng cho robot ở đi ở trong nhà. Còn nếu ngoài trời thì Xích cũng có nhưng mà giá nó hơi cao một tí, bằng bén Velodyne rồi. Thì có thể là em xoay sang phương án là camera thì sẽ hợp lý hơn. Dạ cảm ơn anh Sơn. Vâng, cảm ơn anh Sơn với cả bạn Đức về phần bổ sung của anh Sơn và câu chuyện bạn Đức. Ở đây mình hỏi bạn Đức thêm một ý nữa, thì không hiểu thời gian đủ không nhờ anh Minh với cả Thắng nhỉ? Dạ đủ anh Minh ạ. Ok, thì mình muốn hỏi thêm một ý nữa thế này. Trong cái phần mô phỏng ở đây của bạn Đức ấy, thì mình không rõ là chắc là dùng MATLAB Simulink đúng không? Nhưng mà dạ, dùng MATLAB Simulink. Mà nhìn hình như có vẻ là bạn lập trình cái tự lập trình cái code mà chưa có cái động lực học của tôi đúng không? À, anh đang interface với lại cái kinematic thôi. Nó là tốc độ của xe. Dạ. Tức là cái này là độc lập với xe hay là có cả kiểu như thang quen dưới lúc, tức là có gắn với cả xe và dạ, chạy dạ không, đấy. Dạ không anh, nó chỉ là kinematic, kinematic có nghĩa là mình cho lực vào thì cái tốc độ nó là bao nhiêu thì em tính toán rồi em dạ. Ok, tức là mình kinetic chứ còn kinetic thôi chứ không chỉ đến dynamic. Dạ. Ok. Thế alo. Mình bổ sung, tức là thực ra đây là mô phỏng bước đầu của bạn Đức thôi, nhưng mà trong các bước tiếp theo thì mình nghĩ Đức có thể dùng như là các phần mềm đã có sẵn như là Car Simulator. Đấy thì em đang có ý đấy anh Minh ạ, tức là muốn hỏi bạn Đức xem là các hướng sắp tới đấy, các bạn đã định dùng những phần mềm này rất là phổ biến ở Hàn, thì mình nghĩ chắc các giáo sư cũng đã chuẩn bị có những cái ý như thế cho Đức rồi. Tức là bước tiếp theo thì chắc sẽ có. Dạ, hồi trước em cũng đề nghị mua cái phần mềm chưa mua hỏng đâu anh, nhưng mà giáo sư nói là đã mua một năm là và đã hết license nên chưa được dùng lại. Okay, thế thì ok, thế em... thì về cái mô phỏng ấy thì nghe chừng là chưa biết khi nào lại mua lại, thế thì không hiểu là bạn Đức đã thử định theo cái hướng là dùng hardware lúc chưa, tức là bạn có xe rồi, bạn có phần mềm rồi thì bạn có thể nối thẳng luôn, tức là chạy trên cái kiểu như là một phòng máy bay giúp ấy, thay vì à có nghĩa là cho input cái môi trường input vào rồi cái mình cho cái coi cái mô phỏng cái trajectory của xe như thế nào dựa vào cái actuator với lại steering của steering đúng không? Vâng, đúng rồi. Ví dụ đấy tức là theo như là một cái buổi VBAC webinar lần trước ấy, thì nhóm đợt đấy là bạn Hà, bạn Phương Hà đã có tham gia làm chair đấy, là design đấy, thì có mấy cái hình thức là hardware looker. Yeah. Thì như hình thức bạn nói cũng là một trong số các hình thức đó, thì không rõ là bạn đã có cái định hướng là dùng như thế chưa. Thay vì mình mua cái phần mềm thì rất là đắt, thì theo như mình nhớ ngày xưa anh Bình Minh có nói phần mềm Casino rất là đắt. Dạ yeah, đúng rồi. Nó cũng phải renew hàng năm, trong khi là nếu mà bạn dùng DSP rồi, thế thì nếu như mà bạn dùng cái Simulink, bạn vẽ cái Visual Model lên RTI Model đấy, thì bạn có thể view trực tiếp vào luôn, không cần phải lập trình đấy. Yeah. Thế thì cái Simulink nó có một cái toolbox là Embedded Coder đấy, thì bạn có thể đổ trực tiếp code vào, nó cũng rất là tiện mà cũng không cần phải có hệ thống chẳng hạn như DSpace hay là OpenRT. Thì không rõ là bạn đã làm như thế chưa hay là bạn đang lập trình từng dòng code một. Dạ em vẫn đang lập trình từ những code một, và cái chuyện hardware nhìn lúc em có khả năng làm được, nhưng mà đó là không phải là mục tiêu của dự án, nên là mình không có đào sâu. Và mục tiêu dự án là ra sản phẩm xe điện chứ không phải là cái phần ultimate driving, cho nên chưa có thời gian nghiên cứu về cái hardware nhìn lúc cho ultimate driving. Ok, anh okay. Nghĩ dạ. Ok, cảm ơn bạn. Dạ. Xin nhường lời lại cho Che. Dạ vâng, mọi người cứ tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Alo ạ. Thực ra đây mình cũng là cái trao đổi. Thực ra mình cũng rất là tán thành với lại ý kiến của Đỉnh, tức là nên làm hardware in loop đó, bởi vì đúng là mục tiêu của dự án của mình thì được ra cái xe điện thật, chạy an toàn. Nhưng mà có rất là nhiều cái tình huống ở trên mặt đường
Thế bây giờ mình test với điều kiện nó rất là an toàn đúng không? Đường thì khô, không có mưa, không có tuyết. Tốc độ 5 km/h. Đấy. Nhưng mà trên thực tế là điều kiện của mình được đường thì nó có thể trơn, nó có tuyết, nó có gió. Rồi tốc độ đòi hỏi có thể phải cao hơn chứ không thể chỉ chạy với 5 km/h được. Thì để tạo ra thì tình huống mà rất là nguy hiểm và cực đoan thì rõ ràng là làm thí nghiệm thì rất là nguy hiểm cho người lái. Dạ đúng rồi. Thế nên là mình phải tạo ra những cái giả lập giống như là Đỉnh nói. Ví dụ ở đây thì mình đã có hệ thống steering rồi. Thì steering của mình chính là hardware và in the loop của mình thì chính là phần điều khiển và phần động lực học của xe. Thì mình nghĩ đấy là một trong cái giải pháp để mà mình test cái thuật toán của Đức trước. Nếu mà test ở trên hardware in the loop thành công rồi thì mình làm ra thực nghiệm sẽ yên tâm hơn. Cho nên là đấy là ý kiến của mình. Dạ, dạ em cảm ơn anh ạ. À, bọn em cũng đang tìm phương án để test lên. Thì trong Hotway The Loop là một ý kiến rất hay của anh Đỉnh. Dạ, không biết ở đây thì lúc ấy ở phần 1 thì bạn Sơn có nói về cái tiêu chuẩn ISO 262626 thì không biết là có thể áp dụng ở đâu ở đây cho cái phần nghiên cứu của Đức. Thì không biết Sơn có thể nói ý kiến để anh em hiểu rõ hơn được không? Thực tế thì với xe 5 km/h thì họ không xếp vào gọi là functional safety của xe ngoài trời mà là họ lại đưa vào cái functional safety của robot. Thì functional safety robot nó khác hẳn so với ngoài trời. Thì không biết là Đức muốn đẩy cái này xa hơn nữa không? Ví dụ như là muốn đẩy nó lên là thành xe tự hành ngoài trời hay là một loại phương tiện đi ở ngoài trời với tốc độ cao hơn hay là chỉ dừng lại ở 5 km/h thì cái đấy lại tùy thuộc hoàn toàn vào cái gọi là ý tưởng của Đức. Chứ còn nếu mà trên thực tế mà em muốn chạy ngoài trời thì chắc chắn là em phải dùng hardware in the loop để ấy rồi, để mô phỏng rồi. Để xem thử xem là nó có đáp được không ở tất cả các điều kiện. Thêm vào đó là tất cả các cái loại sensor đều phải đúng chuẩn. Thì là không phải là chỉ 10 mét nữa mà có thể là 150 mét hoặc 200 mét, thì cái đấy thì lại phải consider tiếp. Còn robotics thì nó có một bộ tiêu chuẩn về functional safety ấy. Thì em có thể tìm hiểu ở trên chỗ các cái hãng lớn về robotics, ví dụ như là hãng bán chuyên bán sensor như SICK thì họ có luôn cái bộ tiêu chuẩn về safety, hoặc là sensor của họ đã có sẵn hệ thống safety rồi. 5 mét này anh đoán chắc là em đang sử dụng cái safety của hãng SICK luôn. Tại vì quy chuẩn của hãng SICK là 5 mét là tự động cái sensor safety nó đã ngắt luôn toàn bộ nguồn điện của hệ thống. Thì cái này em là chuyển từ robot qua xe điện anh, cho nên là em sử dụng. À ok, thế thì hiểu rồi. Thế là đúng rồi. Thì nếu em xác định làm xe thì em phải tơn thêm một bước nữa. Dạ đúng rồi. Mà nếu mà đẩy tốc độ lên cao nữa thì em nghĩ là phải mua phần mềm và mô phỏng rồi test cái hotway the loop trước khi test, chứ nếu mà không test hotway the loop trước mà test thực tế thì rất là nguy hiểm. Đúng rồi, tại vì là đây là một cái gọi là vật thể chạy ở ngoài đường ấy. Nó khá là nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Đúng rồi. Thì tốt nhất là chúng ta nên cẩn thận một tí. Hiện tại thì em đã test cái remote control, xe chạy khá là mượt, nghĩa là em ngồi lên xe và cầm cái joystick đi thì vẫn chạy ok như người lái, nhưng mà cái độ trễ bởi Bluetooth đến xe thì vẫn còn khá lớn so với lại trực tiếp đẩy đạp pedal. Nhưng mà nguy hiểm, em nhớ là test trên đường bằng nhé, đừng lấy đường dốc test nhé. Dạ, biết rồi. Thì autonomous driving là tương lai của tương lai nghiên cứu của em, cho nên chắc em phải chuyển qua bên car simulator. Ok. Dạ. Tại vì là có nhiều phần mềm mà riêng MATLAB cũng có một hệ thống phần mềm để mô phỏng á. Nhưng mà đó là cái license để em mua, nhưng mà nó đã hết hạn cái đây năm rồi ở MATLAB. Ok.
Thế thì có thể dùng các nếu sim mà hoặc một phát số triển xe điện autonomous xe điện thì anh dùng phần mềm nào ạ? Và giá thành như nào anh có thể chia sẻ được không ạ? Giá nó tùy thuộc nếu mà em tùy thuộc vào loại mô phỏng em muốn, ví dụ như em dùng CarMaker chẳng hạn để mô phỏng động lực, để chạy các cái xem thử lực tác động lên các bánh như thế nào, độ ma sát như thế nào các thứ, ảnh hưởng của gió như thế nào đến xe các kiểu thì dùng CarMaker. Cao hơn nữa em có thể dùng CarSim, hoặc cao hơn nữa thì Hardware in the Loop cũng là một phần mềm hay mô phỏng, cũng có hết tất cả những cái function đấy, nhưng quan trọng nhất là em muốn mô phỏng phần nào và nó đạt đến cái tiêu chuẩn nào. Và giá thì thực tế là nó rất đắt đấy, không phải là đắt đâu. Hình như nếu anh nhớ không nhầm thì Hardware in the Loop là cũng tầm khoảng tầm vài 300 đỉnh nhỉ, vài 300 triệu. Cái đấy còn tùy hệ thống đó, bởi vì là Hardware in the Loop thì nó có cái hai phần, là cái phần về hardware và cái phần về software. Thì một số cái thứ một số ví dụ như là của Operati ấy, thì như bên Nhật là hồi đó khảo giá nó khoảng 200 man nó khoảng 20.000 đô một hệ thống như thế. Thì đấy là mình cái phần cứng không đấy, cái phần cứng không, còn phần cái phần mềm kèm theo thì chắc mình theo license thì em không rõ. Còn như bên lab em thì em dùng Display 103 để thí nghiệm, và sau đó nữa thì em không dùng tất cả những thứ đấy, em đều không dùng, mà em chỉ dùng mỗi cái card control card của TI thôi, TI DSP Delfino ấy, C2000 đấy. Bắt đầu là sau đó em build cái code bằng Simulink rồi em đổ xuống. Tất nhiên là nó sẽ không được như thế là Display, nhưng mà cho cái ứng dụng điều khiển của biến đổi thì như thế cũng là vừa đủ với em rồi. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Nếu như mà muốn ngoài cái function mà nó cao cấp hơn như thế là kiểu như thế là measurement monitoring ấy, thì vẫn phải dùng những công cụ nó chuyên nghiệp, như kiểu như là control desk đi kèm với cả bộ Display. Đúng rồi. Và cái bộ Display đó. Ngoài ra thì có một recommend nữa là hệ thống phần mềm. Ngoài ra cao cấp hơn nữa thì em có thể dùng hệ thống phần mềm của ANSYS. ANSYS em chỉ biết nó có mỗi cái ANSYS Maxwell thôi. ANSYS có rất nhiều em ạ, ANSYS có đến mấy chục cái software kìa. Mô phỏng nhiệt. Mô phỏng nhiệt, mô phỏng kể cả nhiệt của PCB nó cũng mô phỏng được, mô phỏng tất cả các kiểu về functional safety 2006 ấy cũng nằm trong cái của ấy ANSYS luôn. Vâng, hay quá, cái đấy thì em chưa biết, chắc hôm nào phải nhờ anh Sơn làm buổi guidance của anh em. Alo Đức ơi. Về kinh nghiệm về giá thôi thì anh nghĩ là giá để mua một cái bộ CarSim thì thường tùy cái version cũng như là tùy cái mức độ mà em yêu cầu, nhưng nó có thể từ 10.000 đến 20.000 đô, tức là khoảng 200 đến 400 triệu để em mua lần đầu, và sau đó một năm thì mình phải trả cái phí nào đó để giữ license thì mình trả hàng năm. Cái này thì cũng như lab em biết rồi đấy, nhưng mà với chưa cần đến cái mức độ đấy thì thực ra hiện ngay bây giờ ở trong MATLAB cũng đã có những cái mô hình tương đối là chính xác về K-Dynamics 6 bậc rủi ro. Rồi sau đó Đức có thể tham khảo và em có thể làm nó tốt hơn nữa bằng cách tham khảo những mô hình phi tuyến. Thực ra xe thì phần lớn là tính, nhưng mà nó phi tuyến ở một số bộ phận, ví dụ như là cái mô hình lực ma sát hay là mô hình aerodynamics khí động lực học, thì đấy là hai cái phần tuyến tính nhiều nhất, phi tuyến nhiều nhất, thì em hoàn toàn có thể dựa trên mô hình của MATLAB và em tham khảo những cái mô hình phi tuyến kia để em làm cho được một cái mô hình tương đối chính xác của em, và em có thể đã có thể nâng cấp được cái mô phỏng hiện nay rồi, mô phỏng ở trong cái obstacle avoidance này. Thì em cũng đang muốn thay cái dynamic model bằng cái dynamic model, nhưng mà vẫn chưa có đủ kiến thức để tạo một cái dynamic model cho xe, cho nên em mới dừng ở mức cái ném thì thôi. Ok, để lát anh gửi cho em một quyển, chắc là cũng dễ, em biết ông này rồi, Masato Abe. Ông ấy viết về Vehicle Dynamics and Controls, anh có file PDF để anh gửi cho em. Thì chắc là phù hợp với lại cái bài này của em đấy. Giờ tí nhắn anh cái email nhé. Dạ dạ. Để em gửi anh
Ồ, vậy là nếu mà kết quả này có thể add cái data mesh vô thì cũng có thể ra báo được. Thì đấy gửi 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 anh nhưng mà gửi qua lên đây được đúng không? Em gửi qua chat này Dạ dạ đem gửi nhắn qua. À, dạ vâng, cảm ơn anh Đức. Thì có gì anh Đức với lại anh Minh có thể tiếp tục trao đổi thì có thể thêm về thì mọi người nếu mà hiện tại bây giờ thì thời gian cũng còn khoảng 5 phút nữa, nếu mà có ai thêm câu hỏi thì mình có thể đặt thêm câu hỏi được không ạ? À, đây em có một câu hỏi là ở hiện tại như anh nghe lúc đầu anh nói là anh Đức ạ. À, lúc đầu ông nói là sử dụng model predictive control mà so sánh với lại PI thì bình thường thì các hệ thống hiện tại thì em nghĩ là PI như anh nói là có độ delay. Thì tuy nhiên thì em thấy à, tức là em không có kinh nghiệm nhưng mà em nghĩ là PI nó cũng có thể đáp ứng tốt, thì anh có thể chia sẻ thêm một chút về về việc mà trong cái hệ thống thực tế hiện tại người ta dùng PI hay là người ta dùng dùng các cái hệ thống tốt hơn PI, còn các bộ điều khiển tốt hơn PI cho động cơ đúng không ạ? Để mình share lại cái màn hình. À, thì đối với câu hỏi của Thắng thì cái bộ thought control này mình thiết kế dựa trên model predictive thought control, nhưng mà BI vẫn hiện tại trong công nghiệp ấy, thì người ta dùng BI nhiều hơn, bởi vì BI rất là dễ sử dụng và dễ nó phát triển. Nhưng mà BI là có một nhược điểm, đó là nếu mà mình phát triển cái bộ điều khiển thought control bằng BI thì mình phải quan tâm đến decoupling cho phần D và phần Q coding. Thì phần decoupling đó phải giả sử một cái điều kiện, đó là mình biết được thông số chính xác của hệ thống, và để được giả sử cái điều kiện đó thì trên thực tế là không không thể, bởi vì động cơ là có những thông số như là inductance, resistance thì nó sẽ thay đổi theo thời gian hoặc là theo nhiệt độ. Thì theo thời gian giống như là tùy theo môi trường, từ trường mà inductance nó sẽ thay đổi, và tùy theo cái mức nhiệt tác dụng lên tác dụng lên motor mà cái điện trở của motor nó sẽ thay đổi, nên là cái BI không thể handle được cái ví dụ đó. Thì đối với những cái modern control á, thì giống như là predictive control, thì mình có thể add những điều kiện của sai số của thông số vào, từ đó mà làm cho bộ điều khiển nó ổn định và robust hơn, thì cái điều đó là BI là không được. Đó là nguyên nhân vì sao mà những modern control thì người ta thường thường liên hệ đến những cái thông số thay đổi, và thông số thay đổi để quan tâm đến thông số thay đổi để làm cho bộ điều khiển nó robust hơn. Thì đó là ưu điểm giữa predictive control và BI so với BI. À, là vâng, em hiểu anh. Nhân nhân còn khoảng 5 phút thì mình xin phép một câu hỏi nữa, đó không hỏi bạn Che và bạn Đức. À dạ. Dạ vâng anh. Ok. Lúc nãy hình như cái phần phần 4 phần 5 gì đó mình thấy bạn Đức có share cái thông tin về cái hệ hybrid của bạn, thì vậy. Thế thì À bạn có dạ. thể bạn có thể nói kỹ hơn một chút xem là cái thuật toán mà bạn share cái công suất hay là cái thought đấy, giữa hai cái vâng, đấy cái chỗ này đấy. À bạn battery vâng. Thì bạn có thể Dạ. nói kỹ hơn về cái thuật toán về management cái năng lượng của hệ hybrid được không? Thì hiện tại thì thuật toán thì nó chỉ là voltage control với lại current control. Thì theo như cái mô phỏng này á, thì anh Định có thể thấy là cái current control của battery là nó phải đáp ứng được
đáp ứng giữ cái mức điện áp của số bậc kép, làm sao cho nó nằm ở khoảng 1-2 V trên lệch giữa cái điện áp chuẩn là 106 V như này. Thì anh có thấy là cái thuật toán chỉ là BI control cái voltage của super cap thôi, và cái input đầu vào là current reference của battery. Thì anh có thấy là nếu mà xe nó khởi động từ 0 đến 30 km đó, thì nó đòi hỏi dòng lớn và dòng battery nó sẽ đẩy lên, và không những đáp ứng được cho motor mà phải giữ được cái voltage của super cap ở 106. Nên là khi mà cái dòng ra của battery mà nó đã saturated rồi đó, thì cái áp của super cap nó bị giảm xuống một chút, bởi vì là cái đó là cái dòng tối đa mà battery có thể output ra được. Nó chỉ là thuật toán BI giữa battery current với lại super cap voltage thôi. Và trong tương lai thì em phải phát triển cái giải thuật chia cái năng lượng này ra giữa một phần một giữa cung cấp cho động cơ và cung cấp cho để giữ cái mức voltage này, thì có phải có một cái thuật toán tối ưu. Thì em đang xây dựng cái code function cho nó. Ok, cảm ơn bạn. Nên mình chia sẻ thêm là cái nhóm, thời gian mình thì không làm, nhưng mà ở Bách Khoa Hà Nội thì chỗ lab CDI đấy có một anh là anh Bảo Huy. Dạ. Vâng, anh Bảo Huy. Vâng, bạn không biết bạn em biết anh Bảo Huy không? Dạ có, mấy lần em tham dự sinh em có nghe anh Bảo Huy cũng làm về super cap và battery rồi. Rồi, vâng, anh Bảo Huy thì cũng có nghiên cứu về cái vấn đề này. Thì mình cũng có làm cái vấn đề này cái đây khoảng 7 năm mình cũng có nghiên cứu, nhưng mà hồi làm master thôi. Thì cũng có viết mấy bài conference linh tinh thôi, sau đó mình thấy là nó cũng có nhiều vấn đề. Thế thì ở đây ấy, thì mình thấy là cái utilization của cái super cap của bạn có vẻ nó cũng hơi chưa được nhiều lắm. Cái utilization đấy mà nó có mỗi cái chỗ mà là san cái dòng cho battery khi mà nó bị quá cái limitation mà bạn đặt ra. Thế còn cái acceleration với cả là deceleration thì chưa thấy tham gia, đúng không? Cái phần deceleration thì dòng ngược về nó cũng chưa có tối ưu được anh. Tức là nhìn cái sơ đồ mô phỏng này thì mình thấy là nó chưa tham gia vào trong hai cái quá trình đấy. Dạ đúng rồi. Vì cái điện áp của supercap thì nó vẫn là giữ nguyên khoảng lì, tức là nó không có tham gia. Nếu tham gia thì điện áp thay đổi cơ. Dạ đúng rồi. Còn như ngày xưa mình có làm, mình có tìm hiểu đấy. Thực ra là 7 năm nay mình không làm cái này nữa rồi, cắm này. Không làm cái này nữa, mình làm cái khác. Thì mình chỉ thấy là cái supercap nó khác với battery ở chỗ là cái giải điện áp làm việc của nó thì rất là rộng. Tuy nhiên là trong toàn bộ cái mấy chục giây, 25 giây mà bạn mô phỏng đây ấy, thì cái biên độ dao động của nó có mỗi 1 V thôi. Thì mình, trong khi là cái battery thì nó dao động nó rất là lớn, cái dòng điện ấy. Dạ. Nên là mình mới nghĩ thôi, tức là mình chưa nhìn kỹ vào cái cụ thể bạn làm như thế nào, nhưng mà mình từ cái vòng mô phỏng thì mình cho rằng là cái utilization là có lẽ cần phải tăng cường thêm cho cái super cap và giảm cái burden của cái battery đi. Dạ. Thì cái hiện tượng này xảy ra khi mà mình dùng bộ BI đó anh, đó là cái vấn đề khi dùng bộ BI từ dòng của battery đến áp của bậc kép. Thì trong cái sơ đồ mạch này anh có thấy là cái dòng battery là dòng EL. Dòng EL này nó phải được control. Nếu mà không được control thì cái high frequency current từ cái inverter này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thằng EL này. Thì để giải quyết vấn đề đó thì em đã thêm cái phần converter vào đây là switch 7-8 đó anh. Thì từ bộ DC-DC converter và inverter này nó sẽ tạo ra hybrid battery. Thì cái voltage của super cap này nó được giữ bởi cái hàng dòng EL này. Thì mục đích cuối cùng là mình phải giữ được cái áp super cap nó phải ổn định để có thể phục vụ cho vấn đề điều khiển của động cơ. Thì không hiểu là có vấn đề anh nói là chỗ này là gì cho nó rõ anh Định. Ý mình là cái vấn đề về chia sẻ năng lượng giữa battery và capacitor đấy mà. Thì ở đây mình thấy ở đây là
hầu như là chỉ một trong hai làm việc chứ chưa có làm việc cùng lúc. Và ngay cả khi mà nó làm việc cùng lúc ấy, thì nó cũng, mình sẽ phải giải một cái bài toán tối ưu. Dạ đúng rồi. Ừ, chứ không, không ở đây nếu mà ra PI hay là không phải PI thì nó là cái vòng trong thôi. Mình đã nói về cái vòng ngoài, cái vòng mạch vòng điều khiển năng lượng ấy. Thì ở đây có lẽ là anh Bình Minh sẽ hiểu cái vấn đề này kỹ hơn vì anh Bình Minh có tham gia với bạn Bảo Huy nó cũng nhiều hơn. Anh Bình Minh có comment gì thêm chỗ này không ạ? Alo Đức ơi. Ý của đỉnh là như này, tức là bây giờ xe của em là có cả battery và cả super capacitor. Thì đấy là hai cái nguồn để cung cấp năng lượng cho động cơ đúng không? Vậy thì mình sẽ có một cái tỷ số K nào đó. Tức là một ông cung cấp bao nhiêu và ông còn lại cung cấp bao nhiêu. Thì cái tỷ số đấy không phải như của em thì có cảm giác là tại một thời điểm em chỉ sử dụng một trong hai nguồn, tức là em chưa tối ưu. Và khi mà bài toán tối ưu này giải trên thời gian thực, khi mà xe của em đang chạy autonomous theo một cái chu trình nào đó, ví dụ một cái pattern của tốc độ nào đó, thì mình sẽ có thể giải ra được K tối ưu. Thì đấy là ý của đỉnh. Thì em thử tham khảo cái từ khóa là battery supercapacitor energy management. Có thể có tên của Bảo Huy này, trong đó có tên một số người như là ông Chua Vào ở Canada. Thì em sẽ tìm một số bài báo rất là hay để tham khảo. Còn một ý, Chua Vào, T-R-A-O. A-O. À, T-R-V-A-O. Rồi, Vào. Anh cũng comment một chút về cái câu hỏi lúc ấy các bạn đặt cho em về MPC và PI. Thì anh cũng cùng một cái trải nghiệm với em. Tức là anh không dùng IM mà anh dùng PM motor. Nhưng mà đúng là khi mà mình sử dụng cái thuật toán mà MPC thì mình sẽ có cái chất lượng tốt hơn. Bởi vì ở đây nhé, ở đây không phải là mình điều khiển một cái động cơ. Mà thực ra em điều khiển một cái đối tượng bao gồm động cơ và cái xe điện. Mà đặc tính vật lý của xe điện thì sẽ luôn luôn bị thay đổi do tác động của môi trường. Cụ thể nhất là do hệ số ma sát và gió. Nó dẫn đến cái việc là khi mà mình dùng PI với lại các cái gain mà cố định thì đáp ứng không thể tốt được. Và do đó đã lý do tại sao mình phải dùng dùng MPC như của em. Thì đấy là cái ý anh hoàn toàn tán thành. Nhưng mà em nên lưu ý đó là em không phải điều khiển tốc độ của cái bánh, của cái motor. Anh nghĩ ở đây sẽ phải là điều khiển cả một cái hệ thống bao gồm cả xe. Đúng rồi, trong thân xe chứ. Tốc độ của thân xe là vòng ngoài và bên trong em sẽ có tốc độ của bánh xe là vòng trong. Thì cái đấy là điểm phải lưu ý về cấu trúc điều khiển. Thì em mới đang làm ở cái mức bên trong là chưa liên quan đến xe cái dynamic của xe, nên là cái phần đó em cần hiểu thêm. Với lại anh vừa gửi quyển vào cái hòm thư của em thử xác nhận lại xem xác nhận được chưa. Rồi, chắc là ý kiến của anh hết rồi. Em vẫn chưa nhận được nên con. À, gửi rồi đấy, thư ở bên anh thì đã confirm rồi. À, cho em ký một chữ N để đưa lộn tên. Quạt về à? Dạ vâng, chắc là thời gian cũng đã hết. Thì thứ nhất là cảm ơn bài trình bày của anh Đức, cảm ơn bài trình bày của anh Lê Anh Sơn. Thì một bài rất là hay. Hôm qua đây em cũng cảm ơn D-Back đã tạo cơ hội cho mình thuyết trình những cái nghiên cứu của mình. Và trong tương lai thì mong D-Back sẽ có những cái hội thảo thành công. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ vâng. Em xin chuyển lời lại cho anh Minh để anh Minh kết thúc web này được không ạ? Thì chắc là mình cũng không biết nói gì hơn. Đó là xin cảm ơn tất cả các thầy cô, các anh chị em đã đến dự buổi thuyết trình ngày hôm nay. Tiếp theo là xin được cảm ơn hai diễn giả, đặc biệt cảm ơn hai diễn giả. Và xin chúc hai diễn giả, đó là Lý Anh Sơn và Đức, là sẽ mạnh khỏe và tiếp tục thành công trong nghiên cứu. Xin cảm ơn mọi người.